rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng một căn nhà một trệt một lầu, nhà hai mặt tiền. Căn nhà này có chiều ngang rất là rộng, chiều ngang 7, chiều dài 17 mét, được chủ nhà đúc một trệt một lầu, nhà view hai mặt tiền rất là đẹp. Nhà này có con đường phía trước rộng khoảng 7 mét, xe hơi di chuyển vào thoải mái nhé. Đây là con đường này. Nhà này cách một sẹt của con đường DT743 ngay ngã tư Bình Chuẩn. Đường này người ta đang làm lại nhé. Đây là con đường DT743 ngay ngã tư Bình Chuẩn vào, chỉ khoảng hơn 100 mét thôi, xe đang lưu thông tấp nập đây nhé. Nhà này cách trường chợ chỉ khoảng vài trăm mét thôi. Nhà đang chuẩn bị rải nhựa lại này. Căn nhà em giới thiệu cho khách hàng hôm nay có hướng đông nam, có tổng diện tích là 120 m², nhà hai mặt tiền rất là đẹp nhé. Bây giờ em di chuyển vào trong. Bác nào có nhu cầu đi xem, vui lòng hẹn gặp em ngay ngã tư Bình Chuẩn. Em sẽ dẫn vào xem căn nhà 120 m này nhé. Nhà hướng đông nam mát mẻ và có sân xe hơi rất là rộng. Nhà này có hai cửa vào này. Ở đây mình có sân rộng nha. Cổng ở đây được chủ nhà làm hai lớp cổng này. Hàng rào thiết kế lên đây đầy đủ hết nha. Cửa chính ở đây được chủ nhà làm cửa nhôm sinh pha và kính cường lực. Phía bên hông mình có hè trống nhé. Mình có thể trồng rau, trồng cây cảnh xung quanh ở đây, phơi đồ, tha hồ nhé. Nhà hai mặt tiền, diện tích 120 m², cực rộng luôn nhé. Mặt tiền trên đây được chủ nhà ốp đá lên tới trên luôn này. Di chuyển vào trong phòng khách. Phòng khách này được chủ nhà lót gạch bóng kính giả đá loại 1 rất là đẹp nhé. Phía trên mình có hệ thống trần trí thạch cao, hệ thống đèn led, đèn trang trí ở trên trần này nhá. Vách bên hông được chủ nhà ốp gạch cao lên khoảng 1m2 và được trang trí các bức tranh rất là đẹp bên hông bên trái nhé. Còn hông bên phải đây được chủ nhà thiết kế thêm 3 lớp cửa này, 2 lớp cửa sổ và 1 lớp cửa đi. Cửa sổ đây chủ nhà thiết kế cửa nhôm sinh pha 4 cánh, chủ nhà gắn rèm đầy đủ bên hông này rồi. Di chuyển vào trong khu bếp nấu ăn. Ở đây có cửa đi này, cửa đi hai cánh ra bên hông nhé. Đây là khu bếp nấu ăn rộng rãi này, mình có thể kê bộ bàn ăn 4 ghế đến 6 ghế thoải mái và kê tủ lạnh hai cánh cũng như là máy nước uống nhé. Tủ được chủ nhà làm tủ gỗ sồi, được chủ nhà làm hai dàn trên và dưới rất là đẹp. Phía cuối mình có phòng vệ sinh ở phía cuối căn nhà nhé. Đây mình có phòng vệ sinh rộng rãi ngay khu này. Bây giờ mình cùng di chuyển lên trên để tham quan này. Mình xem lại mặt tiền một xíu nhé. Không gian tầng trệt này. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này nằm ngay tại ngã tư Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tổng diện tích căn nhà này là 120 m, có hướng đông nam, nằm kế bên ngã tư Bình Chuẩn, kế bên con đường DT743. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá rất là mềm, chỉ 2.950.000.000 cho căn nhà 120 m², một trệt một lầu nhé. Quý khách hàng đang xem, nếu chưa ấn đăng ký kênh thì vui lòng ấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video, những căn nhà mới nhất mà em quay lên để cho quý vị mình cùng xem và tham khảo nhé. Bác nào đang có nhu cầu xây nhà sắp tới hoặc mua nhà sắp tới thì có thể xem kỹ video của em và nhớ lưu video và lưu số điện thoại của em về để lúc cần có thể alo cho em nhé. Em có thể tư vấn và dẫn đi xem nhé. Phòng ngủ đầu tiên này rất là rộng nha.
nhà 2,95 tỷ, giá thương lượng trực tiếp với chủ nhà nhé. Mức giá rất là mềm. Ở đây có nhiều căn nhà mái thái rất là đẹp. Cái cuối mình có chỗ kê máy giặt ở dưới, mình phơi đồ dưới nhé. Đây có phòng vệ sinh rộng rãi đây này. Bây giờ sang phòng ngủ tiếp theo. Nhà 2,95 tỷ cho 120 m², nằm ngay tại phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nhà này cách ngã tư Miếu Ông Cù chỉ khoảng 2 km thôi. Cách ngã tư Bình Chuẩn là 300 m. Ngay ngã ba Việt Sinh nhé. Đây là phòng thờ phía trước cũng như ban công phía trước này. Phòng thờ rộng rãi nhé. Bác nào có nhu cầu đi xem vui lòng liên hệ với số điện thoại của em, số 0973 114 255. Alo cho em. Hẹn gặp em ngay ngã tư Bình Chuẩn. Em sẽ dẫn vào xem nhé. Nhà ngay gần trường học. Ở đây đang có 2 căn đang gửi bên mình bán này. Căn này và căn kế bên. Nhà sân rất là rộng rãi nhé. View 2 mặt tiền. Rồi, cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.